không biết sao đây. Dây nghĩ lại ha. Dây chuột ngang, chuột dây lên ngang. Nghĩ lại. Bẻ lái ngang không thể ôm cua trực tiếp được các bạn. Không nhắm không lọt các bạn. Chiếc tàu nó lui ra để nó bơm nước vô nó mới vô nha các bạn. Cao quá vô bị dướng nên là không thể nào vô được. Chiếc nữa cũng đang vô các bạn. Trong có một chiếc nữa. Trong chiếc mà rất luôn, chiếc có thấy nhà không đây. Thấy nhau các bạn. Trên trong nó đã tắt lại các bạn. Trên trong tắt lại được cho rất nhiều cái quan chức này. Chiếc nó nhỏ cho nó ôm rất gọn các bạn. Qua đường được các bạn xem họ đã. Không qua quay cả bên đây được do xe nhiều quá. Rồi, đã tránh nhau được không các bạn ha. Bắt đầu chui vô các bạn ha, bên kia còn chiếc tàu á.
sẽ di chuyển qua bên kia. Lúc vô rồi chứ không sao. Quá siêu các bạn, ngon hơn. Wow, cái đít. Wow, đạp ra nó các bạn, đít hai cái đít, đít này cái đầu tiên nó đạp ra rồi, xém rồi. Rồi, chiếc này vẫn còn đang bơm nước các bạn. Vẫn chưa vô được các bạn. Đang chuẩn bị vô các bạn. Có một chiếc cũng đang chuẩn bị vô nữa các bạn. Mà chiếc này nhỏ. Wow, chiếc lớn nó tính vô luôn hay gì đây ta? Không giờ cái chiếc nhỏ vô, chiếc lớn vô trước luôn. Biết lò không đấy các bạn. Wow, vừa khích luôn các bạn ơi. Chuyển qua cả bên kia các bạn. Thích luôn rồi, không chịu đợi một chút xíu bơm nước vô nhiều một chút đi qua cho nó dễ. Qua các bạn ơi. Cái này mà vướng lại một cái rồi nước dâng lên ha. Qua kích rồi các bạn. Sẽ cự cãi nhau rồi các bạn. Hên là lúc này không có xà lan khác.
luôn các bạn. Quá lớn các bạn. Qua khúc qua nè. Chiếc sào vẫn đang chờ đợi. Đứng lại một chỗ luôn à. Ồ, giống như là lùi lại các bạn, đang ra lùi lại đó. Đang bị lùi lại. Tài xế lấy ngay lại các bạn. Xà lan quá lớn các bạn ạ. Nó thành công, chiếc xà lan rất là lớn đã qua cống thành công sau rất nhiều cực khổ bơm nước rồi tranh cãi giữa các tài công với nhau thì xà lan đã qua được cống.
chiếc chờ đợi nãy giờ nè các bạn, bắt đầu qua các bạn ha. À, bơm nước máy đạp rất mạnh nè. Chiếc này đợi cũng hơi bị lâu các bạn mới qua được.